Hello mọi người, bây giờ là 9 giờ 13 phút sáng và bây giờ thì mình sẽ đi ra ngoài đường. Hôm nay thì tại vì buổi chiều mình phải quay quảng cáo ấy, cho nên là mình sẽ đi ra khỏi nhà sớm để đi mấy cái nhà sách để mua những cái quyển sách mà hôm trước mọi người giới thiệu cho mình ý. Không biết là ở đấy nó có đủ những cái quyển sách đấy không, nhưng mà mình sẽ cố gắng, tại vì mọi người nhắn tin cho mình và giới thiệu cho mình những cuốn sách rất là hay luôn, và kiểu mình đã nghe tên nó từ lâu rồi nhưng mà tự nhiên mình quên ấy, xong rồi mình không mua ấy, xong cái hôm qua mọi người nhắc lại thì mình phải đi mua ngay và luôn. Nhưng mà bây giờ đói quá, chắc là phải kiếm gì ăn. Ăn gì ạ? Ngon nhá. Sáng ăn này ngon. Mọi người đừng 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 nghe đừng nghe cái đoạn đấy nhá, mình ăn heo thì mọi người ạ, mình eat clean. Sao này chạy bộ lại? Không, đúng, đúng như thế. Xấu hổ quá. Đường phố công viên bắt đầu đông lại rồi mọi người ơi. Bao nhiêu là người luôn. Bây giờ bọn mình sẽ đi mua sờ ta bắt nữa. Cái gì ngọt ngọt không trước? Là là. Rồi sáng nay kiểu ra đường kiểu không khí lạnh lạnh ấy mọi người, xong rồi đông đông các bạn trẻ kiểu đi qua đi lại, xong mua đồ uống các thứ, mình cảm giác như đang ở Hà Nội vậy. Đi đâu ăn bây giờ? Ăn đi là đi. Thơm quá đi. Thì bọn mình đã dừng lại ở một cái ghế rất là xa cách mọi người ở trong công viên, và đằng trước mặt mình là Dinh Độc Lập. Bây giờ thì bọn mình sẽ ngồi đây ăn sáng, trời, hưởng thụ cái không khí se se lạnh của ngày hôm nay. Thế rồi chảy cái sô-cô-la ra rồi. Yeah, cây xúc xích. Quá nhiều thứ. Bánh cheese. Để xem có ai không. Ngọt lắm. Mà sao bạn ăn nhiều ấy? Mẹ ơi. Đây đây, đây. Ăn mẹ ơi. Ngon ơi, ngon ơi. Rồi cảm giác được ra công viên ngồi thì rất là thích các bạn ạ, nhưng mà kiểu bọn mình tiêm hai mũi rồi ấy, cho nên là cũng hơi yên tâm một tí. Chứ bạn nào mà kiểu chưa tiêm thì cũng đừng nên ra mấy nơi như này nha, nó cũng hết sức là nguy hiểm đó. Sau bao nhiêu ngày tháng phải ở nhà thì bây giờ cảm thấy sướng sướng ý. Nói chung tất cả mọi người vẫn phải đeo khẩu trang các bạn ạ, chứ không có được thoải mái như hồi xưa đâu. Nhưng mà thôi, thả vậy còn hơn. Vừa ăn no xong thì nhìn thấy hàng kem. Xong rồi còn không có tiền mua nữa. Hello mọi người, bọn mình đang ở cái đường sách của thành phố Hồ Chí Minh nè. Ở đây có siêu nhiều những cái cửa hàng sách với cả đủ thể loại sách mà bọn mình cần tìm. Ê cơ. Thực ra mình thích con này, nhưng mà con này tận 300.000, không tiền mặt con này. Con này 300.000. Con này 300.000 này. Ui, các bạn ơi. Để được vào trong này thì mọi người phải kiểu tiêm hai mũi này, khai báo y tế này, xong rồi rửa tay, nói chung rất là nhiều bước lòng vòng các bạn ạ. À, cuối cùng bọn mình đã đột nhập được vào cái đường sách rồi. La la. Hơi bị nhiều đồ xinh xắn nhé. Có cả tiệm cà phê luôn các bạn ạ. Tiệm cà phê nói chung đầy đủ, ăn uống các thứ. Bây giờ thì mình sẽ chọn một cái cửa tiệm thật là nhiều người mua để mình vào mình lựa sách. Mình tìm được một hiệu sách mà bán rất là nhiều sách.
cũ, sách cổ từ trước những năm 75, xong bọn được gói bọc rất là cẩn thận luôn á. Và kiểu giá của những quyển sách ở đây thì siêu đắt các bạn ạ. Mình vừa mua được hai quyển sách mình rất là ưng mà hơi bị đắt, nhưng mà không sao, xứng đáng các bạn ạ. Chiu chiu chiu. Quay mọi người nè, Linh vừa mua được hai quyển sách, một quyển là Việt Nam Sử Lược. Quyển này có giá 2 triệu nha. Với cả một quyển là đây, Bọn Làm Bạc Giả của Andre Gide. Không biết đọc đúng không ta? Nhưng mà quyển này cũng có giá là 1,5 triệu thôi. Hai quyển này siêu cổ, giống như là kiểu bản gốc từ đời đầu rồi. Và đây cũng là phiên bản cuối cùng rồi. Mình mua thì quán đã hết rồi, không còn nữa. Hello. Mình đang tìm cái nhà sách mà bán những cái tác phẩm văn học, đặc biệt là những tác phẩm kinh điển ấy. Thì mọi người có chỉ mình qua nhà sách Nhã Nam. Thì bây giờ bọn mình đi vợt mấy cuốn nhá. Mua sách kiểu không thành công lắm, tại vì những cái tác phẩm mà mình ấp ủ và mình định mua ấy thì hầu như là không có bán nữa các bạn ạ. Thì chắc là mình phải kiểu lên Tiki hay Shopee gì đấy mình đặt mua sách. Tuy nhiên thì mình cũng đi mua được những cuốn sách khá là ưng. Ví dụ như ở đây thì mình có cuốn Người Tình của Haruki Murakami thì mình mua 3 tác phẩm của Mark Levy lận. Cái cuốn Kiếp Sau này mình đã đọc rồi, kiểu mình rất là thích, nhưng mà lúc từ đây là mình kiểu mượn sách ấy, thế nên bây giờ mình sẽ mua lại để mình sưu tập với cả hai cuốn của Mark Levy luôn. Nếu không phải, nếu em không phải một giấc mơ với cả gặp lại chiếm hay nha các bạn nhé, mình đều đọc rồi, mình mua lại mình sưu tập. Đây là một cuốn mà mình thấy các bạn cũng recommend cho mình, cho nên lúc mà lướt qua cái mà mình quay lại mua luôn, đấy là Diễn Con Chim Nhạn. Lúc đầu thì mình thấy cái tựa thì mình kiểu không thích lắm, nhưng mà sau cũng đọc cái ở giới thiệu ở đằng sau ấy thì mình phải mua liền luôn. Sau khi đọc xong thì mình sẽ review cho mọi người. Đây là cuốn Sự Cứu Chuộc Của Một Sát Thủ Kinh Tế. Cái này thì không phải của mình các bạn ạ, của nhà tài trợ mua. Và một cuốn thì trong cái lúc mà tính tiền ấy thì mình nhìn thấy, thế là mình cũng phải mua luôn. Đây là cuốn Kẻ Ngoại Cuộc. Đây là được giải Nobel văn học đấy các bạn ạ. Và trong lúc mà nó mất đi rồi, được tặng một cái móc khóa nó mất đi rồi. À, chúng buổi đi mua sách thì hôm nay mặc dù không mua được những cái tác phẩm mà mình định mua, nhưng mà cũng khá là thành công các bạn ạ. Ngoài ra mình còn mua được hai quyển sách cũ khá là giá trị nữa, cho nên là mình rất là thích. Và trong cái lúc mà tính tiền ấy thì chỉ có trong việc bốc thăm, và mình bốc thăm được một cái móc khóa thơ thí sinh. Ở đằng sau cái móc khóa thì có slogan là hãy làm điều gì đó khi ta có cơ hội. Ok, buổi đi mua sách hôm nay kết thúc. Bây giờ bọn mình sẽ phải về thôi, tại vì 1 giờ thì mình phải quay sponsor rồi. Tạm biệt mọi người.